Sao em đi em không không nói anh biết, sao em bỏ anh. Rồi. Trong cái đoạn clip trước Bùi Hồ có chia sẻ về cái việc mà đưa chồng chị Duyên về Việt Nam hay không, thì hôm nay thì Bùi Hồ muốn qua đây để mà gặp chị Duyên để chia sẻ về cái vấn đề chồng của chị, cô bác của chị. Thì nói chung là vợ chồng nào thì chia cách nhau thì nó rất là bùi ngùi, và hôm nay thì để biết về cái việc mà chồng của chị Duyên như thế nào, mời cô bác của chị cùng nghe chị Duyên, chồng của chị Duyên chia sẻ về cuộc sống của chồng mình ha. Phong Bụi có điện trực ông đang tiếp. Ở bên Campuchia à? À Phong Bụi ở đây ở Campuchia có trực tiếp qua để nghe Duyên nói chuyện với chồng nên Duyên vui lắm, bữa nay vui ghê, quay Duyên đi cười te tét. Tại sao cái cuộc nói chuyện đó như thế nào? Cuộc nói chuyện rất là vui vẻ. Phong Bụi với Duyên cũng nói chuyện rất là vui vẻ. Vui, bây giờ đang vui. Đang vui. Ta gặp được chồng vui rồi. Bây giờ chỉ chơi chồng đi chồng răng nữa là vui nữa. Đáng gặp chồng mừng mà khóc. Gặp chồng mừng thì chồng nói với chị cái câu gì đầu tiên? Sao em đi em không không nói anh biết, sao em bỏ anh. Rồi em hỏi chồng em có muốn về với ở với em ở Việt Nam không, chồng em nói muốn. Dạ. Chồng em khóc. Dạ. Rồi anh Phong có cho biết là chồng em lúc em bỏ đi, chồng em đi về Việt Nam đó. Chồng em ở bên Cam có đi theo sớm để kiếm em, kêu tên em. Dạ. Nhưng mà cái em thấy là cái cuộc sống của anh hiện nay cũng bên Campuchia nó cũng ổn. Rồi hiện nay anh vẫn có người chăm lo về việc mà ăn uống cho anh mà. Hồi tối em có coi clip cô. Coi clip của em đó, thầy Hân chị bắt cho nó coi đó. Dạ. Đừng có tin cái chị ở kế bên, chị kiểu kế bên nói là không có đúng hoàn toàn. Chị, dạ. Chị chỉ đặt chuyện ra nói thôi, tại vì em có lên mạng nói về chị ăn chặn tiền của em 10 đô lúc anh Phong cho tiền em ăn cơm. Dạ. Thì xin anh với anh Phong suy nghĩ lại cứu chồng em cho chồng em về Việt Nam. Dạ. Chứ nếu mà thật sự chuyện đó là không có, chồng em không phải bánh em mỗi ngày như chị đã nói đâu, chỉ có lâu lâu lên cơm kìm không nổi chồng em mới có bánh thiệt. Nhưng mà cái đó cũng tại vì em tạo áp lực cho chồng em. Như là em la, em chửi quá, chồng em mới lên cơn. Cái thật biết cái bệnh cũng nóng. Nhưng mà lại như thế này nè. Em là một người bình thường. Em nhìn mặt chồng chị là em đã sợ. Đúng rồi. Cô Duy Hòa, Duy Hòa sợ không? Đúng. Chị nè, vậy nè, mà mỗi lần mà giờ mặt chồng Duy, chị còn phải sợ. Cái mặt của cô hồn thiệt, giờ mặt là tại anh hồn không chịu cắt tóc chứ tạo ra anh cắt cái mặt không? Đó là mặt cô hồn, mặt phải đánh vợ. Dạ. Chứ không phải cái mặt đó không đánh vợ, mình đừng cứ vừa miệng mình. Cái thằng này, tại giả tỷ bây giờ là đã Duyên đã về được Việt Nam, trong cộng đồng mạng đã chia sẻ lên, cô đọc từng cái bình luận của cộng đồng mạng. Duyên bây giờ rất là đẹp, ngày xưa ở bên đó đi, giờ thân hình ra sao mà bây giờ về Việt Nam thân hình lại ra sao, thì nó đã một trời một vực rồi, được 50% rồi. Thì gán bồi dưỡng sức khỏe và ăn uống. Còn cái chuyện chồng từ từ phải tính sao. Chứ còn nếu mà bây giờ mà cứ tối ngày mà chồng với con hoài. Không phải, con cũng muốn nói cho ảnh hiểu là ảnh biết thêm là tại chị ở kế bên. Rồi, chị thôi bây giờ đúng. Bỏ cái chuyện chị đó. Rồi bây giờ chị cứ nói tâm sự hết cái chuyện của mình đi. Của con thôi, còn dạ, đừng dạ. Nói cái chuyện cái chị đó. Dạ, đừng. Rồi, chị cứ tâm sự, chị nói cái đi sao như thế nào. Con như chồng con sao. Con muốn chồng con sao em từng lên mạng nói chị đó ăn chặn tiền 10 đô của anh Phong Bụi cho hai chồng em ăn cơm gì. Rồi chỉ bây giờ người ta lại quay về là hỏi chỉ về hoàn cảnh của chồng em bên đó thì chị sẽ bị đặt chuyện ra để nói để cho người ta chia rẽ vợ chồng em nói chung là... Nhưng sao? Có nghĩa là bây giờ là bản thân ở trong lòng của chị á là chị không tin và chị là người gắn bó với chồng của mình từ đó giờ nhiêu năm rồi chị Duyên? Một năm mấy, hai năm. Hai năm nay. Cũng có một số người nói rằng là anh cũng có đánh đập chị này kia. Dạ. Thì em nghe không, cũng rất là xót. Em cũng thừa nhận là có, nhưng mà không phải là quánh mỗi ngày như chị đã lên mạng nói. Dạ. Có, đó là tại vì em chửi chồng em nhiều quá rồi. La làm. Không có chữ. Con có chữ. Rồi chị cứ nói đi không để cho chị cũng như là bây giờ là cũng như vợ chồng bức xúc rồi con có la rồi thôi chuyện gì đi gì Hòa ơi, bây giờ cái chuyện chồng con mình bỏ sang bên đi, bỏ sang bên đi. Em biết là chị rất thương chồng của mình và muốn chồng của mình sống chung với mình dù có cháu có gao có cháu ăn cháu đúng không? Dạ. Ý của chị là gì cái gì? Dạ. Dạ thì em biết mà đôi khi vợ chồng thương yêu với nhau thì
thì gắn bó nhau cũng gần 2 năm rồi, nó cũng có những cái khó khăn nhất định mà anh với chị cũng vượt qua, thì em biết là chị với anh có một cái tình cảm nào đó nó cũng nhất định ha. Nhưng mà cái cần thiết nhất hiện thời điểm này là chị giữ gìn sức khỏe của chị, giật dậy lại tinh thần, sống ở Việt Nam có giấy tờ ổn định, khỏe bảo lãnh chồng mình về. Đó, bây giờ cái ngôi nhà này hình như là ngôi nhà của dì, ngoại để cậu Út đó. Dạ, có ngoại để cho cậu Út. Ví dụ như sau này chồng mình về, chặt quá, hai vợ chồng ra trọ ở. Dạ, được không? À. Chị nói vậy chị yên tâm. Hiểu chưa? Dạ. Hiểu chưa? Đó, bây giờ đi đó là phong bụi, nói mùi hồ. Thấy mùi hồ. Nếu mà ở đây sau này vợ chồng về sẽ kiếm một miếng đất nào cho hai vợ chồng ở. An tâm chưa? An tâm chưa? Cười cái coi chị. Cười cái coi, an tâm chưa? Cười cái. Mà... ở đây người là đại diện là Bùi Hồ và Phong Bụi là có tiếng tâm trên cái YouTube. Nói là phải làm được có. Nó nói là đưa Duyên về một tháng nữa con sẽ đưa Duyên về, như một tuần là đưa Duyên về rồi. Đó là cái uy tín của người biết là bao lớn không? Là con phải nghe lời anh Bùi Hồ và anh Phong Bụi. Con đừng có là bây giờ con cứ nghe chồng con mà cứ người bà già chồng cứ điện qua mà nói bây giờ chồng ở bên đâu bỏ ăn đói, bây giờ con gửi tiền qua cho chồng con ăn, cái chuyện đó là tôi không đồng ý. Dạ đúng rồi. Đúng. Cái đó cái nào tôi là gì, nhưng mà tôi lo cho Duyên hơn mẹ Duyên lo, tại vì mẹ Duyên thì cũng khù khờ không có biết ăn nói, nên nhiều khi nói ra nhiều câu nói rồi cộng đồng sơ xuất và cộng đồng mạng cũng có lời hơi nặng nhẹ với mẹ của Duyên, nên tôi thay mẹ Duyên tôi nói dùm là tôi xin cái chị là bên cái mẹ của cái chồng Duyên, anh Địa dạ. Đừng nên mà nói cái kiểu mà bên bển con tôi đói từ hồi Duyên về tới giờ là không có ăn, như Duyên gửi tiền qua hay gì cho con ăn hả? Không, đừng bao giờ như vậy. Khi mà Duyên ở bển, tại sao không lo mà để cho Duyên phải sống mà. Cái clip còn là sống bờ, sống bụi, sống có kiểu quá khổ sở. Mà bây giờ về đây được cộng đồng mạng chia sẻ và lo lắng cho Duyên được giờ phút này, lại nói là chồng ở bển đói khổ là để Duyên gửi tiền qua. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý lời nói của chị ở bên Campuchia. Có nghĩa là bây giờ như thế này là chị Duyên, là có nghĩa là mẹ chồng của chị bên đó là kêu gửi tiền qua để mà nuôi anh hả? Ừ, nói là không, là chồng hiện giờ ở bển đang đói khát không tiền, tôi không đồng ý. Tôi xin cộng đồng, bây tôi là người chính giữa thôi, nhưng mà tôi thấy cái bức xúc của tôi là điện qua mà nói như vậy tôi không đồng ý. Dạ, tôi ngay nói thẳng. Hồi nào giờ tôi ăn có điện, có kêu nhiều gỡ nhiều lần nhưng dì Hòa tôi không cho. Nhiều Hòa không cho. Nói rõ ràng. Nhưng mà vì nè, em hỏi chị về cái vấn đề này, tại vì đây là những cái chuyện chưa thưa cô bác của chị ha. Tại vì Bùi Hồ đến đây là với cái mục đích là thăm chị Duyên. Đúng. Nhưng mà có một số cái câu chuyện mình làm cho nó rõ hơn. Đúng. Gia đình của chồng chị là anh em cô chú cậu vẫn đang ở Campuchia đúng không? Chỉ có mẹ thôi. Mẹ với lại cô em chú gái. Em gái. Hiện nay thì mẹ bao nhiêu tuổi? Không biết. Không biết. Dạ. Rồi em gái thì bao nhiêu tuổi? Em gái cũng cỡ 26, 27. Dạ. Cỡ 26, 27. Nhưng mà theo em nghĩ như thế này nè. Thôi thì cái cuộc sống của anh với chị là vợ chồng là biết nhau rồi. Bữa ăn thì nó cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà anh thì cố gắng sống tốt thì sau này thời gian về Việt Nam cũng được. Đôi khi thì em nói thật chứ, đôi khi thì cái lòng tốt của mình á cũng ví dụ chồng của mình ăn chỉ biết là ngày 10.000, 5.000 kia. 10.000 kia hay như thế nào, lâu ví dụ lâu quá thì chị có thể gửi về cho anh một số tí xíu. Chứ mà mình gửi về tiền của Mạnh Thường Quân, người ta đang giúp chị làm lại cuộc đời. Làm sao mà mình gửi được cái đang, số tiền của Mạnh Thường Quân đang giúp được? Đang giúp chị làm lại cuộc đời đó, chị hiểu không? Có nghĩa là có thể gửi cho cô ba ở bên kia mua cơm cho anh đó ăn. Tại vì cô ba là người đã hướng dẫn chị đi về Việt Nam, cũng đã đùm bọc chị. Thì ví dụ như nói cô ba ơi, con có chồng con bệnh vậy đó, con muốn lo cho ngày hai bữa cơm thì gửi cô ba tuần nhiêu tháng nhiêu đó thì được, chứ đừng, cái đây là người ta đang giúp mình.
không có gửi con cái nào rồi, không rồi. Cái nào rồi, rồi gì qua cũng không chỉ cho khách cho gửi đâu, tại vì gửi là sợ em cũng gửi thẳng cho dì ba, sợ gửi đi thẳng cho mẹ chồng. Không ai dám chạy em gửi. Tại vì em thấy cuộc sống của chị bên đó vẫn khổ quá. Quá khổ rồi mà về đây là được như vậy là quá trời mừng rồi. Ở đây tôi nói thẳng, cuộc đời á là mẹ, đây là mẹ có duyên sanh duyên ra. Như bà người cứu duyên lần thứ hai, đã duyên đã chết rồi, cũng như mẹ nó sanh ra nó xúc nôi chết rồi đi. Đây là Phong Bụi và Bùi Hồ là người cứu duyên sống lại lần thứ hai, chứ không có ai mà cứu duyên được như vậy chứ. Tôi bảo đảm từ hồi đó giờ tôi coi clip, tôi chưa ai cứu ai mà quan tâm mà lo lắng cho duyên bằng Phong Bụi và Bùi Hồ như vậy. Và tất cả mạnh thường quân luôn đều quan tâm và theo dõi, và rất thương duyên. Tôi coi các bình luận đều theo dõi và ai cũng đều thương duyên hết. Nên bây giờ đó là tôi ở sớm, tôi cũng nhiều nhất, tôi cũng từng khổ mà đi lên. Bây giờ tôi cũng khổ nhưng mà tôi vẫn giúp đỡ, nên tôi muốn cho duyên phải làm lại cuộc đời, sống lại, không có để cho duyên mà phải như ngày mà ở bên Campuchia được nữa. Dạ. À, dì Hòa thì hổng ngày là chị Duyên về đó, thì theo cái biểu hiện của dì với lại mẹ của chị Duyên đó, thấy thì có quen thích hợp với cuộc sống của hàng xóm của mình chưa? Rồi, bà hổng về thì chưa tiếp nghi được cái cuộc sống hàng xóm, còn lơ lơ lửng lửng. Nhưng mà cỡ 2-3 ngày, 3-4 ngày nay đó là thấy tiếp nghi được cái cuộc sống, và nói chuyện cũng rõ ràng hơn là cái bữa hổng về là nói chuyện không ai nghe luôn. Bữa nay là sức khỏe đã ổn định luôn, cũng 10 phần, cũng được 50%, và cũng bắt đầu hòa nhập được với cộng đồng của mình rồi. Nên đó tôi cũng đó nói là ở đây trên cộng đồng mạng là cái số tiền của cộng đồng mạng và gửi cho mà Duyên thì bây giờ vẫn còn đó, để cho Duyên ổn định cuộc sống lại, ổn định lại tâm thần và khỏe lại, là sẽ mở cho em một cái tiệm tập quá, mở cho em một cái tiệm tập quá nhỏ nhỏ, thì khi mà em rước chồng em về, vợ chồng em sinh sống. Dạ. Vậy đó, chứ không có cho em là buôn bán, không cho em làm gì được hết. Dạ. Đó là nếu mà cộng đồng mạng thấy ok được thì cứ bấm ok chứ. Rồi bây giờ nè, chị Duyên em tâm sự chị tí. Sau khi về Việt Nam thì cái cuộc sống của mình ở đây so với Campuchia khác nhiều không chị? Chị có thể nói những cái khác cho tụi em cũng như cộng đồng mạng biết được. No đủ, thì bên Campuchia thì đói, khi không có bữa ăn có ngày có lúc xỉu cũng không ai biết. Dạ. Về đây được ăn có mẹ, có gì, có khóm làng người ta thêm lương trả cho cũng đỡ. Dạ. Còn bọn người Việt Nam cũng vậy, không ai giúp đỡ cho ai. Không ai giúp đỡ cho ai. Dạ. Thì về cái việc ngủ nghỉ thì sao? Chưa quen lắm. Khi còn thức chị nghĩ về chồng giờ con. Dạ. Biết rồi, em biết rồi. Thôi bây giờ gặp chồng thì vui rồi. Giờ từ từ chồng mình sẽ về thôi. Rồi bây giờ em hỏi mẹ cô, hổng ngày cuộc sống ở nhà như thế nào rồi cô? Sống gì cũng vậy đó, ai mà có thì cũng ngủ vậy đó. Dạ. Nó cũng ăn, nó ăn nhiều hơn, nó bệnh nhiều lắm. Dạ. Đúng đó, nó có sức khỏe. Có sức khỏe lại. Mặt nó bên này có máu lại. Dạ. Đúng rồi. Chỉ còn cái hàm răng nữa thôi là mai mốt thành một hoa hậu rồi. Hàm răng đó tại vì ảnh hưởng cái mặt, chứ không có hàm răng nữa, con không có già gì đâu. Cô biết sao không, lần đầu tiên mà con gặp chị Duyên ở trên cái thùng gác á, con thấy ô sao mà xinh gái quá, thì con mới đặt cái tiêu đề là hot girl hot bọc. Đúng, hot girl hot bọc. Dạ, tại vì thấy chị xinh, nhưng mà mình không nghĩ là với một người con gái xinh như vậy mà lại dướng dấp vào cái công việc là móc bọc hàng ngày để mưu sinh đó, nên là nữ là cũng hơi bất ngờ, nhưng mà bây giờ là hot girl thôi, bỏ từ móc bọc rồi. Cuộc đời sống lại là nhờ ai, Bùi Hồ. Em cho chị không? Xem cái tấm hình của chồng của mình được khán giả chụp, em nhờ khán giả chụp gỡ qua chị xem nè, đây là anh nè. Hiện giờ đang ở ngoài nhà. À, thấy không? Và đây là cô bác của anh chị, đây là anh chồng của chị Duyên, và đây là cái tấm hình thứ hai khán giả chụp gỡ cho Bùi Hồ để hôm nay qua cho chị Duyên xem. Nhưng mà chị thấy anh là hiện nay vẫn sống khỏe, sống tốt mà đúng không?
đâu có gì đâu. An tâm chưa? Không có ốm đâu, em thấy cũng còn đẹp trai mà. Dạ. Dạ. Chỉ cần hất tóc lên thôi là được rồi. Ừ. Chịu. Ha. Anh không bụi cho 12.000 đi hất tóc. Cho 12.000 đi hất tóc rồi. Đó, vậy là mừng rồi. Vậy cười lên đi bây giờ. Không biết mẹ chồng có đưa cho chồng đi hết. Cho chồng có bệnh á. À. Mai mốt anh phải cho chồng 12.000 đi hết tóc có bệnh á. Dạ. Không bụi cho. Không bụi. Không bụi, tại vì sáng không bụi cái gì chuyện Zalo với dạ. Chị nói chuyện với ngay trực tiếp với Duyên. Dạ. À, cho chồng quay cho chồng Duyên luôn. Dạ. Nói chuyện trực tiếp với Duyên luôn. Chút xíu nữa em tiện cho cô ba. Để chị nhắn gửi là gì với lại cô ba hỗ trợ chồng mình. Được không? Chúc kết thúc những cái đoạn clip như thế này. Được. Thôi bây giờ kết thúc cái đoạn clip nói về chồng mình đi. Bây giờ bỏ chồng mình qua quan bên thời gian đi. Lo sức khỏe mình trước đi. Con cần chia với chị Hồng giữ gìn sức khỏe. Con là Duyên, con đã về tới Việt Nam. Con xin cảm ơn cô ba. Những ngày con còn ở bên Campuchia đó cho con được những bữa cơm. Và ngày con về Việt Nam để con cho con được hai bộ quần áo để con có đồ mới để con mặc về với gia đình. Rồi con xin cô ba ở bển, nếu có thương con thì xin cô chó giúp đỡ cho chồng con được những bữa cơm, những ngày anh không bụi không có cái bên. Nào, lời đó đúng là quá giỏi. Dạ, nói là nói rất chân tình. Nói chung là chị ngút rồi đó. À, bây giờ cứ vậy cứ nhắn không bụi hay bùi hồ gì đó cứ nói đi, nó là thiệt là mình trong lòng mình cứ xong nói vậy. Cảm ơn không bụi với bùi hồ rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn cộng đồng mạng nữa. Cảm ơn cộng đồng mạng đã đỡ cho em đã có tinh thần để sống với hòa đồng với mọi người ở Việt Nam, như là hỗ trợ vốn cho em làm ăn sau này cho em có cuộc đời tốt đẹp. Chị nói văn chương ghê chứ. Ngày xưa học lớp 6, lớp 7 mà. Rồi sau này thì cũng vì cái cuộc sống nó nhiều biến cố quá. Nên thành nữ là cũng bây giờ như vậy đâu. Nhưng mà từ từ làm lại. Nếu như mà chia cuộc đời ra làm hai cái đoạn là 30 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời đó, thì 30 năm cuộc đời phía trước chị quên đi. Còn bây giờ bắt đầu lại. Bắt đầu từ cái vạch xuất phát đầu tiên. Ha. Thôi chắc có lẽ clip dài bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây nha cô bác quý anh chị.